Bí mèo Hà Giang có xuất xứ từ Tuyên Quang, Hà Giang. Đây là một trong những đặc sản vùng cao của người mèo. Giống bí này có tên khoa học là Cucurbita pisciforia, rất nhanh cho thu hoạch. Chỉ sau 150 ngày gieo trồng là bạn đã có thể thu hoạch những quả bí mèo khổng lồ để lấy hạt. Mỗi quả bí mèo nặng trung bình 4-6 kg, có quả lên đến 9 kg. Bí mèo được trồng chủ yếu để lấy hạt với năng suất cực kỳ cao, một số quả có thể lên đến 500 hạt trên một quả. Hạt bí mèo đen rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây do hạt có màu đen bóng tự nhiên, hạt bẩy, ăn ngậy và thơm hơn các loại bí trắng thông thường. Trên thị trường, hạt bí mèo đen được bán với giá thấp nhất là 250.000 đồng 1 kg. Chính vì thế, bí mèo đen Hà Giang đang được đánh giá là có hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, thịt quả có màu trắng, dẻo, ngọt nên có thể chế biến thành các món ăn như mứt, kẹo, súp hay là sinh tố. Vì thuộc họ bầu bí nên bí mèo Hà Giang rất dễ trồng và trồng được quanh năm. Bạn hoàn toàn có thể trồng loại bí này trong chậu hay là thùng xốp tại nhà. Và sau đây, shop Hạt Đẹp Dễ Trồng xin hướng dẫn bạn cách trồng và chăm sóc hạt giống bí mèo Hà Giang nhé. Về đất trồng, bí mèo đen không kén đất, có thể sống ở đất nghèo dinh dưỡng, nhưng bí mèo thích hợp nhất là loại đất giữ ẩm và thoát nước tốt. Bạn có thể đem gieo trực tiếp hạt giống vào đất ở độ sâu 3-5 cm, hoặc đem hạt giống ngâm trong nước ấm tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh khoảng 4-6 tiếng, sau đó bọc vào khăn ẩm cho hạt đứt nhanh rồi đem gieo. Sau khi đem gieo hạt, bạn nên tưới một ít nước và có thể phủ một chút rơm rạ để giữ ẩm cho hạt. Hạt sẽ nảy mầm sau 5-7 ngày. Bí mèo đen rất dễ chăm sóc, chúng thích nắng, vì thế bạn nên trồng cây ở vị trí có nhiều ánh sáng tự nhiên. Khi trồng giống bí này, bạn cần lưu ý tưới thật đầy đủ nước trước khi cây cho ra quả đầu tiên. Để cây phát triển tốt và có năng suất cao, bạn có thể bón các loại phân chuồng ngoài mục hay là phân lân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công!